đứng chỗ nó không vãi không đứa đứng lên trời em đưa cái tay xuống mấy chị em phải quẹo rớt đừng nghiêng làm được chờ chị lo siêu siêu 10 phút nữa. Hậu đang làm gì á? Đưa qua đi. Em thấy họ quay rồi xin. Cái đầu tiên đã tám hai em đi tám ba đi bút này trước giờ em có tập yoga hoặc là cái gì chưa? Em á, hồi bây giờ em có tập gym, tập được 3 tháng. Xong rồi đi về, mà mẹ nó khó lắm, không có chỗ tập anh ấy. Đợt là tập là để đi thí đó. Tập được thời gian đi thí. Tập lên đẹp không? Dạ. Yeah. Tập lên thấy đẹp không? Được. Thì đại giải chi em được giải ba có tiền không? Dạ có chứ, có tiền mới có động lực đúng không? Có giải là vui nè, không có ai giật giải bỏ trùng giải thôi về. Đợt em đi thí ấm 2 độ, mặc áo dây heo đâu được. Rụng cũng cầm cầm cầm. Chụp, ấm 2 độ luôn. Dạ. Hàng như mới về là mới tắm nước lạnh, ta thấy tài sản. Nghĩ rằng trời lạnh mới hôm qua nữa. Tắm nước lạnh, mô Phật. Chị rửa cái tay, chị còn thấy lạnh nữa. Dạ, chơi nóng ở đây em chịu được không? Dạ. Chơi nóng cũng được á. Trong chứ ở quê cũng nóng chết cha. Bên nơi mỏng cũng 38, 40 độ, 38 độ. Đến mùa hè là 38 độ. Tại vì em ở miền Nam á. Ở chỗ nó là chỗ gì? Nhỏ tên Fukuoka. Biết chết liền. Fukuoka nữa là trung tâm của miền Nam. Cũng giống Sài Gòn đó. Dạ, nhưng thấy con còn cái gì mà họ gọi là họ hay gọi là Hokkaido, Tokyo. Tokyo là nó nằm ở đâu? Là ở gần gần giữa giữa miền Bắc với miền Nam á, miền Bắc với miền Trung á. Là thủ đô. Dạ.
nha. Nhà cá cũng nhiều chỗ như Việt Nam đó thôi. Đi đi hết Nhật thôi thì gì? Giọng Okinawa là hẳn một cái đảo, hầu như hình như là giọng ở Việt Nam đúng không? Trong ối, trong đô đó, ối xoay cả cái. Còn ai mẹ tin khả thì không có. Mình nó trồng được à? Dạ. Nó rất lạnh à? Thời tiết hay chị? Giống như ở Hokkaido là lần quấn nắm suốt tháng. Chứ tuyết hẳn rơi lên tầng nửa người. Đi được luôn. Ở Nhật là em đi hết chưa? Đúng là em mới đi được mấy tỉnh, còn quấn gửi lên Osaka, Kobe. Không. Chưa ăn, ăn chưa? Dạ chưa. Chưa ăn thử luôn à? Em thấy cái miếng bò hẳn, coi bò của bé là hẳn cứ có mơ mơ trăng 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 á. Trăng trăng mới đỏ đỏ chậm 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 á. Không thích ăn chứ không phải em là thích. Vậy sushi em ăn được. Sushi em chị chưa ăn bò nữa. Bò nó đắt lắm. Nhưng mà tỉnh sáng tiên bến nữa thì cũng bình thường đắt lắm. Nhưng mà tỉnh Việt tiền Việt mình đắt lắm. Mấy triệu mà. Đúng không? Dạ. Chị thì ăn cái gì mà ăn rồi mà bò chưa ăn. Sushi. Chị chưa thích ăn chứ không phải là mình không. Kiểu ăn cũng. Ăn không đam mê, dạ. Không món đó. Kiểu ăn muốn thầm thì này cũng bình thường lắm. Rồi như cô chân dài đó đi ăn mấy lần dẫn mấy người đi ăn thì dẫn bạn ơi cô kinh á cái cua nó ăn thịt nếu cái ca ăn nhiều thế còn lại ăn dưa ăn cũng ít. Chị mỗi lần đi ăn là mười mấy triệu đó, một con nó gần 11-12 triệu rồi. Nó tâm mấy cánh gì và không cần gì đó, tùy theo giá, tùy theo lúc gì đó. Có lúc thì giá 2 triệu ký, lúc chị ăn là gần 4 triệu ký, 3 triệu chín mấy, nọ 4 triệu ký, thì một con 3 ký mấy không phải là mười mấy triệu rồi, đúng không? Thường thường em thấy họ ăn cắt can cho mình ăn xong. Họ làm năm má món là em dạ, chị nó nấu chảo với đồ các thứ xung. Chị ăn là họ chế biến ra vậy năm món. Ngon lắm. Nhưng mà năm nay ta nghèo rồi, ăn mang. Ngon nhưng mà hơi đau tủy. Nhân viên thì chị chỉ cho ăn được tôm hùm thôi, chị chưa cho ăn được cái nữa. Có thằng Hà với chị đi ăn rồi. Năm nay rác túi rồi. Không có tiền. Năm dịch mà có tiền, năm không dịch. Nghèo luôn. Trừ trúng số thì đi ăn được rồi. Trừ trúng số dặn tại quán đi ăn nè. Không bao giờ trúng số luôn, biết vậy là có đời mua mua cái số đó. Cái tờ 10.000 hay 20.000 gì đó chị? Người ta bán ngoài đường hả? Hay là phải đánh? Bạn nó bỏ hỏi câu rất kỳ. Không biết mày còn nói nữa. Nhỏ xin nên đi bán mấy số. Gần đây ngồi dưới cái bàn của bà bán vé số ngồi mấy tháng trời.
ngồi chơi hả? Giờ mất ra nằm miệng cho cái im chị nghe sẽ muốn bay vô. Lớn hồi xưa là trẻ em đường phố thiệt mà, vô câu lạc bộ trẻ em đường phố ghê. Ta còn hình đúng không ba? Còn hình đó là có cái tự có cái trẻ em đường phố là trẻ em cơ nhỡ đó mày. Ảnh hoang mang đó, ảnh hoang mang đó. Tại vì ở đây nói thiệt như nói giỡn, mình nói giỡn như nói thiệt. Không biết nên tin đoàn nào, mình biết gỡ đoàn nào. Mi cũng đứa mình thế. Mi đang mơ mơ hồ hồ. Đang nói cái lợi ý của hắn ra đó. Chị bị thao tụng tâm lý chưa? Khi hồi chị thao tụng tâm lý em chưa bị chị Loan thao tụng lại đó. Móng nào cũng có thể nặng mụn được. Mấy cái tay nó bận rồi. Chuẩn bị một thanh niên nữa đi Nhật, mà thanh niên này là đi về này, ở nhà quê này, còn thanh niên kia chuẩn bị đi Nhật. Em chị hả? Nói đi chị. Nhưng mà em được nghe nói đi du học. Còn em đi theo gì chị? Em đi theo thực tập sinh đi làm á chị. Em đi theo hợp đồng xuất khẩu lao động 3 năm. Nhưng mà kệ đi, còn trẻ mà, mình đi cho mình học hỏi được nhiều, nhiều khi nó cũng cái gì đó mới thay đổi cũng được. Ví dụ em ở lại vẫn được nhưng mà... Dạ, ở lại vẫn được. Nhưng mà không thấy đỡ nữa. Dạ. Ừ. Em về đấy rồi, kiểu mấy nữa họ điền về á, họ nói những mấy ứng sang ngày thì nói để họ làm dễ thư sang ngày. Chuyện em cũng chán. Nhưng mà sang mà nó có khả năng mà có tiền nhiều được. Chứ tiền ít ít thì nó cũng chán hậu ổn, rồi xa gia đình đâu nữa. Em đi 3 năm, năm đầu tiên trả nợ, năm thứ 2 thì dịch, năm thứ 3 thì cả dịch cả mán thấp. Nói chung về dư được mấy mùa? Em dư được 300.
300 triệu thôi. 3 năm dư được có 300. Em biết 270 triệu rồi. Phí đi nhá. Mình về 3 năm phải kiếm được 3 tỷ. Thôi về Việt Nam đi chết bé ơi. Tại vì chưa ở thêm bên nữa. Cho dù có tiền thì về Việt Nam cũng phải học làm lại từ đầu. Còn nghe tại vì em học xong cả em đi luôn. Học xong 12 gì. Qua nó ở ở chung với ai hay? Nhà có em ở 40. Một người miền Bắc, một người Nghệ An, một người Quảng Bình. Gái ở chung nữa hay là? Dạ ở chung. Nó có đi chơi được nhiều không? Cũng cuối tuần là nghỉ là đi đấy. Nói chung cũng không có đến nỗi buồn lắm đúng không? Dạ. Ở đâu quen đó, chị nghĩ là năm đầu hơi ấy thôi, chứ nào mấy năm do dịch nữa kìa nên thành ra em dịch cũng đi ha. Dạ. Dịch là được hả? Nhưng mà ở bên đó ý thức người ta cao lắm. Dạ.